cây chuối này 2 mét cả nhà, nó dài gần 2 mét, đang chín á. Đó chín lần xuống. Một cái buồng này là khoảng bao nhiêu trái, có ấy không? Hồi trước mình có đếm không? Có đếm cái buồng được trước á, là cô đếm tới 300 luôn á. 300 trái, 400 trái chuối. Nãy á. Và 400 nãy hả? 400 nãy. 400 nãy chứ không phải là trái chuối, là không tính. Không trái, không tính không nổi. 400 nãy cả nhà ơi, còn trái nếu mà một nãy là 10 trái cả nhà, nhân lên đi là biết bao cả ngàn trái trong này luôn. Lớn hơn nữa cả nhà. Nó không phải là bao nhiêu đây đâu. Nếu mà cái ở dưới trồng ở dưới này này, nếu mà có cái gì mà nâng đỡ nó thì có thể là nó còn ra hơn nữa. À phải không cô? À, cô qua đây con hỏi xíu cô này. Đây mấy cái này thấy là nó còn ra nữa này. Cái này là nó còn ra nữa, nó ra tới đất luôn mà. Nó ra tới đất luôn hả? Bây giờ xem này, anh quay sát cho cả nhà xem đi. Đây nè, nhìn cây chuối nó nhỏ nhưng mà nó ra rất là tròn trịa luôn. Chủ nhà có muốn bán không? Bán coi cây con không? Cô để làm giống. Cô làm giống là cho cành nó đẹp. Nhất quyết là con bán 1 tỷ con bán luôn. À, cô không có bán đâu. Tí xin chào cả nhà thân thương đã đến với kênh của Tí. Cả nhà ơi, ngày mới Tí xin chúc cả nhà an lành, vui tươi và hạnh phúc. Và hôm nay Tí quay lại đây cả nhà là Tí có một nghe một cái tin, đó là xuất hiện một cái loài chuối, đó là cái chuối độc lạ nhất thế giới luôn. Tí nghe sơ qua là cái bù cái chuối nó rất là dài luôn, thì hôm nay cụ thể như thế nào thì Tí xin mời cả nhà là đến và theo chân Tí để xem thử cái chuối đó nó có thực sự là độc lạ không cả nhà nha. Hiện tại là Tí đang ở huyện Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận, ở đây là thuộc xã Phước Hữu của thôn Hữu Đức nha cả nhà nha. Thì cùng theo chân Tí để hôm nay là Tí sẽ bước vào cái căn nhà đó để Tí xem và Tí quay lại cái cảnh mà cây chuối đó là nó đặc biệt ở chỗ nào và nó kỳ lạ ở chỗ nào cả nhà nha. Cùng theo chân Tí nha, let's go. Tí xin chào cả nhà, là hiện tại là Tí đang đứng ở một cái nhà là một người anh của Tí là đang trồng một cái chuối là kỳ lạ nhất thế giới, là cái chuối độc lạ nhất thế giới đó nha. Cái chuối này là duy nhất là ở khu vực tỉnh Ninh Thuận này là chỉ có một mình nhà anh mới trồng thôi. Thì hôm nay thì Tí sẽ dẫn cả nhà đến qua cái chuối đó, là cụ thể xem cái chuối nó độc lạ như thế nào mà rất là nhiều người săn tìm và săn đón để kiếm được một cái giống chuối này. Cái giống chuối này không có dễ bán đâu cả nhà, tại vì họ trồng là để họ làm cảnh, để họ làm giống như là để độc quyền á, cho nên là họ không bao giờ bán luôn. Thì Tí xin mời cả nhà cùng theo chân Tí để vào xem cây chuối đó là nó sẽ như thế nào cả nhà nha. Okay. Dạ, bây giờ cô. Chào cháu. Thì hôm nay con cũng nghe là anh Toản là con của cô á, là nói với con á là cô có sợ mượn một cái giống cây, là giống cây chuối là nó rất là độc lạ luôn, là cái chuối nó là như thế nào? Cây chuối đây á là cô đi xin nhà bạn thôi. Dạ. Nhưng mà cô xin nhà bạn 3 năm nay rồi. À, cụ thể cái chuối này như thế nào hả cô? Cụ thể cái chuối này cô cũng đi qua nhà bạn chơi cũng thấy đẹp đẹp và cô xin qua là 3 năm nay là cô trồng nó 3 năm nay rồi. Lúc xưa mà mình xin ở bên nhà bạn qua là họ nó không có trái đúng không, mà cô đem về đây trồng mới có trái như vậy. Xin con thôi, cô xin con nhỏ thôi. Đây biết rồi đi mà ấy là cái chuối đó mà họ trồng là không có trái, là khi mà cô đem về đây cô trồng thì mới có trái nó ra như thế này. Là lúc cô xin là cô cũng không biết, cô tưởng là cây chuối thường thôi. Là sau này mà mình đem qua trồng đây này là mình là lúc đầu là cô thấy như thế nào là nó mới độc lạ hả cô? Cô thấy nó ra trái như thế này mà đẹp mà dài nữa, là cô thấy là đẹp độc lạ, là cô mới nuôi. Đây này cả nhà, đây là để Tí quay cận cảnh cái khúc mà cái chuối này nha. Đây này cả nhà, cái chuối này có thể là nó lớn hơn nữa cả nhà. Nó không phải là bao nhiêu đây đâu. Nếu mà cái ở dưới trồng ở dưới này này, nếu mà có cái gì mà nâng đỡ nó thì có thể là nó còn ra hơn nữa. À phải không cô? À, cô qua đây con hỏi xíu cô này. Đây mấy cái này thấy là nó còn ra nữa này. Cái này là nó còn ra nữa, nó ra tới đất luôn mà. Nó ra tới đất luôn hả? Ừ, ví dụ nếu mà đất này này là nó ra tới đất này, mình đào xuống nó còn xuống sâu nữa không? Xuống nữa, nó còn xuống, nó ra hết mấy cái đọt này ra luôn. Nó xuống. Mình đào xuống nó có lỗ, nó còn cả xuống nữa. À ấy là
cây chuối này nếu mà mình không có, nếu mà mình đào xuống sau, ví dụ con Đào nói là đào xuống sau 10 mét nó cũng ra 10 mét luôn hả? Rồi nó ra dài, nó ra hết cái đọt này luôn. Cái này là cây con này, cây này là cây có trái này, cây này bắt đầu cô nuôi lại nè. Cô thấy độc lạ cô nuôi lại nè. Cái cây này á là hồi xưa á, là cái lần trước cô nói hồi nãy là lần trước nó ra á, là nó ra là bao là dài không cô, nó ra dài đâu? Dài hơn cái này, dài hơn cái này nữa. Cái này là nó bắt đầu nó còn ra, nó ra một lần nó trổ là tới 2 tháng. 2 tháng mới ra hả? 2 tháng nó mới ra hết cái đọt này. Mà mình đào lỗ xuống nó càng xuống nữa, nó xuống hết cái này đó. Đây cả nhà quay thấy này. Cả nhà để ấy, nếu mà một cái buồng chuối á, mà bình thường á, là nếu mà nó hết ra á, là cái khúc này á, là nó bị bong hết rồi, nó không còn gọi là tươi như vậy đâu. Anh quay sát qua đây cho em này. Cái khúc ngọn dưới này là tí cảm thấy là nó đang còn bút ra nữa, nó còn đang chỗ dài hơn nữa, nó không quay dựng lại tới đây đâu. Nó còn xuống sâu hơn nữa. Cho nên rất là kỳ lạ luôn đây này. Mấy cái chuối con trong này nè cả nhà, là đang còn tươi luôn này, là sau này cái chuối này nó vẫn còn ra đúng không cô? Còn ra, nhưng mà nếu mà nó ra nhiều là cô cứ lặt như thế này nè, nó ra miết luôn. Là nó ra miết luôn. Nó ra miết luôn là cô cứ lặt bỏ như vậy. Ấy là lặt bỏ này là cái chuối này vẫn còn ra. Nó còn ra nó. Lúc đầu nó mới trổ là nó nhỏ thôi, nó lần càng xuống. Wow, nó càng trổ càng to thêm. Ui trời ơi. Anh quay từ trên xuống cho cả nhà xem cái anh rồi. Quay từ trên xuống này. Đúng rồi. Đấy, ở đây là cái đầu nè. Đó, anh quay xuống tới dưới cho em luôn để cho nó cả nhà xem. Là nó chín rồi, nó đang chín á. Nó chín lần xuống. Một cái buồng này là khoảng bao nhiêu trái có ấy không? Hồi trước mình có đếm không? Có đếm cái buồng được trước á là cô đếm tới 300 luôn á. 300 trái, 300 400. 400 trái chuối. Ôi trời ơi. Nãy chuối này. 400 nãy á. Qua 400 nãy hả? 400 nãy. 400 nãy chứ không phải là trái chuối là không tính. Không trái, con tính không nổi. 400 nãy cả nhà ơi, còn trái nếu mà một nãy là 10 trái cả nhà nhân lên đây là biết bao cả ngàn trái trong này luôn. Là 400 và cái đợt trước á là 400 400 nắm. Trăm nãy á, nãy chuối á. Dạ. Bây giờ là cái này là nó ra là hơn 300 rồi bây giờ. Cái này là hơn 300 rồi. Cái này là hơn 300 rồi nè. Wow, ấy là hồi xưa là cô cũng đếm rồi. Ấy là cái cơ duyên nào mà cô đi qua nhà bảo mà cô thấy cái này á. Lạ cô xin con về cô nuôi. Dạ. Cô trồng. Lúc đầu cô cũng tưởng là cái chuối bình thường thôi. Nhưng mà cô trồng nó ra buồn như thế này là cô thấy độc lạ luôn á. Thấy nó cứ ra hoài luôn. Ra hoài như thế này nhà mà cô để 3 năm nay rồi cô không có để mất giống không? Đấy là không có cho giống luôn. Không. Giống này là rất là độc quyền luôn. Bắt đầu là cái này nó chỗ rồi, bắt đầu ví dụ nó tàn đi là cô nuôi lại cây này. Đó. Nhưng mà nếu mà cây này á là ví dụ mình chặt cái buồn này xuống là cây này còn sống không cô? Cái này là mình chặt buồn là mình chặt cả cây bỏ luôn. Là mình bỏ luôn, là mình nuôi cái cây mới nữa. Con lên lại. Thường là con thấy là cây chuối nó ra rất là nhiều con luôn. Nhưng mà con thấy là cây chuối này nó ra rất là ít con cô nhỉ. Cô này, cái chuối loại kiểu này nó ra hiếm lắm. Ít thôi. Dạ. Nó không phải ra nhiều đâu. Nhưng chuối bình thường của mình đâu. Ví dụ nó trổ là nó ra cỡ 1 cây 2 cây thôi. Cây này nó ra mà nó chết rồi cây này. Cây này hư cây này rồi nhưng mà cô thấy cây này đẹp là cô chăm sóc để cây này lại, cô sợ nó mất giống. Nhưng mà nếu mà có người hỏi mua một cây này là cô bán bao nhiêu một cây? Nếu mà là gì đấy, nếu mà khán giả của con là hiện tại này, nếu mà có nhu cầu mua cây chuối này là cô có thể bán được không? Cô thì cô không biết, nhưng mà cô hồi đó giờ đâu có buôn bán mấy cái cây này đâu, nhưng mà dạ. Cô thấy độc lạ quá, cô để làm giống để làm cho nó đẹp thôi. Hay là cô không thôi. Bán quyết tâm không bán. Nếu không mà bán. Có người trả 1 tỷ cái cây này có mua có bán không cô? Không đâu, để cô cũng không biết. 1 tỷ không bán luôn hả? Luôn. Một biết. Tỷ không bán luôn cả nhà thấy không? Đây là gọi là cây chuối nó rất là độc lạ luôn. Để tí lấy cái thước tí đo cho cả nhà xem là cái chuối này nó dài khoảng bao nhiêu cả nhà nha. Chú ơi cho con một cái thước. Tí sẽ đo từ trên xuống dưới luôn cho cả nhà xem nha. Đây. Cái khúc này này. Đúng ra tí phải tính ở trên này luôn này cả nhà. Đó. Còn nếu cái ở trên kia tí không đếm đâu. Tí không tính đâu. Tí sẽ tính ở dưới này cho cả nhà xem nè. Đó. Cây chuối này 2 mét cả nhà, nó dài gần 2 mét, mà cây chuối này hiện tại bây giờ là cây chuối lần trước là hơn 400 nãy, còn cây chuối hiện tại này là 300 nãy rồi cả nhà. Đây là tí thấy có cây chuối chín này, để tí ăn thử xem nó như thế nào nha. Ăn cũng được, ăn rất là ngọt luôn. Ăn rất là ngọt luôn cô hả? Ăn rồi, tôi cũng ăn rồi. Đây con mời cô đây. Rồi. Dạ con mời cô. Còn trái này nữa đây.
rất là hấp dẫn cả nhà. Nó ra này, nó ra dày chi chít luôn này. Nhìn cái chuối nó như là nó nhỏ nhưng mà nó rất là ống luôn. Bây giờ xem này, anh quay sát cho cả nhà xem đi. Đây nè, nhìn cái chuối nó nhỏ nhưng mà nó ra rất là tròn trịa luôn, nhìn rất là dễ thương luôn cả nhà. Đây để tí là hái một trái để ăn thử cho nè. Rất là khó hái nha. Đây đây, hãy nhìn này. Đây để tí ăn thử một miếng này nha. Nó không có lớn nhưng mà nó thành cái chuối này nè. Nó rất là tròn, nó tròn nhìn rất là dễ thương cái nhà nha. Ăn như là mignon. Thơm. Ăn rất là thơm cô ạ. À? Ăn thơm lắm. À dạ, để con ăn thử miếng à. Con ăn thử đi. Ăn thơm lắm. Wow. Cái chuối này nó ăn nó lạ hơn mấy cái chuối khác nha. Nó thơm. Nó không giống như nó cái chuối bình thường đâu cả nhà. Rất là độc lạ luôn. Hôm nay thì tới nghe cái tin cây chuối này lâu rồi, nhưng mà hồi xưa á là còn nhỏ quá tới quay không được, tới chờ đến ngày hôm nay nè là hình như là 4-5 tháng nay rồi, mà lúc trước con qua nó chưa ra mà đúng không? Đúng. Nó ra có một chút xíu rồi, là con mới nói là để con dài một chút xíu nữa con xuống đây con quay, là con quay ngày hôm nay con chia sẻ con thật sự là cây chuối này rất độc lạ. Độc lạ ở chỗ cả nhà biết gì không? Ở đây là gọi là 1000 trái luôn chứ không phải là mấy trăm nải, nhưng mà tính ra trái chuối là cả 1000 trái luôn, mà nó dài cực kỳ luôn cả nhà. Ấy là cô nói là nếu mà ở dưới này, ví dụ cây chuối này mà trồng ở trên cho nãy này, trên nơi miếng tôn này nè, là có thể nó tọt xuống tới đây, mà nếu mà tới miếng đất này mình mà lấy cái cuốc cái gì mình đào á, là có thể nó còn xuống hơn nữa. Nó còn xuống nữa, nó xuống hết mấy cái đọt này luôn. À. Xuống hết. Nhưng mà ấy là cô ví dụ cái này nè, nó xuống tới dưới nó chạm đất luôn á, là cái này nó bị hư hay sao cô? Không, nó không có hư đâu, nó cứ ra quầy miết. À vậy hả? À, nó cứ ra quầy miết như thế này luôn. Là cô sợ nó ngã là cô mới lấy thang cô chống lại. À. Tại nó dày nó nặng quá. Ấy là nó ra là không biết là tới khi nào mà nó ngừng luôn. Ừ, nó ra hết. À. Mấy cái đọt đỏ này luôn này. Dạ. Nó ra hết luôn. Cái này là nó còn bự nữa không, là bao nhiêu đây, là nó càng ngày nó càng nhỏ cô? Bắt đầu hồi lúc còn chín giữa là nó bự, bây giờ bắt đầu nó nhỏ dần lạc, nó nhỏ dần dần rồi. Tất cái buồng hồi trước là nó nhỏ là đến cỡ nào cô? Nó nhỏ bằng đây hay là nó nhỏ hơn đây nhiều? Lúc nó ra là nó nhỏ hơn cái đây, nhưng mà nó dài. À, nó to. Dạ. từ chín giữa là nó to lắm. Ừ. Bây giờ là nó bắt đầu nhỏ là người như trái nhỏ nè, bắt đầu đọt nó nhỏ lại, mà nó còn xuống nữa, nó xuống hết cái này luôn mà. Độc lạ ở đây cả nhà là cây chuối thường người ta trồng có mấy tháng hoặc là một năm thôi là người ta sẽ thu hoạch được, nhưng mà cô nói là trong vòng 2 năm mà cô thu hoạch là chỉ được một lần, 3 năm đúng không cô? Một lần, lần này là lần thứ hai, mà hiện tại bây giờ là đang chờ thu hoạch. Như nếu mà cái lúc mà cô thu hoạch là mấy cái trái có chín không cô? Chín tự nhiên. Nó chín dần hả cô ạ? Chín dần. Vậy là cây chuối này là mình gọi là ăn dần thôi cả nhà nha. Nếu mà để mà mình ăn một lượt là ăn, thứ nhất là ăn sẽ không nổi. Thường là cái nải chuối người ta là khoảng 10 nải là tí thấy là nhiều rồi, nhưng mà chuối này là tới 400 nải, hiện tại bây giờ là hơn 300 nải cô nhỉ. Hơn. À dạ, thật sự là rất là độc lạ luôn. Cái này đó nếu mà ấy là con thấy nếu mà cả nhà nếu mà ai có muốn sở hữu cái giống cây này thì tí sẽ bàn bạc lại vô nhà cả nhà nha. Đây là cái nhà. Ôi giời đã không? Cái này nó ra nhưng mà tới cuối cùng giống như cái quầy trước á cô, là mấy cái trái này nó có tròn như cái trên không cô? Cái trên đó là nó to lằn, cái nên nhỏ nhỏ nhưng mà vẫn ăn được. Ăn được. Ăn như giống như trái hồi nãy luôn. Ăn y như vậy luôn. Wow. Mà nó chín xuống lằn. Mình ăn miết luôn, ăn cả tháng, ăn có khi hơn 2-3 tháng luôn. Vậy là mấy cái trái này nè. Ví dụ là cô chặt xuống á là thường thì bao nhiêu lâu thì nó mới chín hết cái quầy này cô? Nó lâu lắm mà cô không có chặt đâu, cô cứ để như thế này thôi. Ô vậy là cô ăn từ trên xuống dưới cô đúng không ạ? Ăn để từ trên xuống dưới như thế này thôi, cô không có chặt xuống đâu. lỡ may mà nó chạm tới đất là mình chỉ chặt cái này thôi. Không có chặt, nó ra hết cái đọt này là cô cứ ăn lần xuống. Nếu mà nói vậy là mình tới đất này là mình sẽ lấy cái gì ke cho nó dài ra nữa sao cô? Nếu mà mình nó xuống đất rồi á là mình thả cho nó bò như thế này. À, bò như thế này luôn. Đấy là nó cong như ấy, là tới đất này là sẽ bẻ xuống đường cong như vậy cả nhà. Là nó cứ dài hoài luôn. Mình bỏ sao nó theo vậy. Hay dữ hả? Đào xuống hố thì nó cũng xuống hố lại, mà mình để nó bò cong như thế này là nó bò theo. Còn cái lần trước là nó dài đấy. Ấy là sau cái lần trước cô không để nó dài thử, mình xem thử nó dài được bao nhiêu cô? Cái trước cũng có chứ, cô cũng có để dài, nhưng mà tại cô thấy lâu rồi mà cây này thì nó héo rồi, cô mới chặt bỏ đi chứ. À, kiểu như là cây mẹ nó nuôi không có nổi cây con nữa. Ừ, là cô nói là mình ăn trên hết rồi, xuống tới còn cái chút này là cô bỏ. À, cô chặt là... cô bỏ cho cây con này nó lên nè. Ừ.
vẫn đếm luôn vậy là cô vẫn chịu khó đếm cái nải là bao nhiêu đếm nải thôi, nếu mà cô đếm trái là cô đếm không nổi đâu, cô đếm nải đếm trái là không nổi đâu cái nhà nổi thôi. Cái này cây chuối ngàn trái cái này nha, hiện tại bây giờ là dài 2 mét, là hồi xưa là cô nói là cái đó là cái cũ nó dài hơn cái này, cũ cái cũ là khoảng bao nhiêu cô? Dài hơn to hơn, mà cây này cũng to hơn mà buồn cũng to hơn. À vậy hả? Cây này là cây nhỏ thôi, cây thứ hai nó nhỏ thôi. Được. Cây được trước nó cây cũng to mà buồn cũng to như vậy. Gốc nó nẻ, cô chặt nẻ, cô chặt à, dạ. Đó cô có chặt một lần. Đó là một lần mình chặt là mình chặt bỏ luôn hả cô? Con thường thấy người ta trồng là người ta cắt khúc này đâu để nó mọc lên rồi mà không được hả cô? Cái này là mình chặt bỏ cả cây cả rễ luôn, mình nuôi cây khác lên thôi. Còn mấy cái trước kia con thấy là người ta chặt như vậy là nó còn mọc lên được phải không cô? Thì lúc nó chưa ăn trái thì mình nuôi lại được. À đúng rồi. Trái rồi là mình phải bỏ cả cây cả rễ luôn. Dạ. Cái chuối này thật sự là rất là độc lạ luôn nha. Ở Việt Nam mình rất là ít người sở hữu cái loại này. Thấy cũng chưa thấy bao giờ luôn cả nha. Đây là đấy đặt là gọi là cây chuối độc lạ nhất Việt Nam, là không biết là có đúng hay không. Tại vì cây chuối này nó ra tới ngàn trái. Chuối này gọi là cây chuối ngàn trái luôn, duy nhất là cái tỉnh Ninh Thuận. Cái tỉnh khác là tí không biết nha, nhưng mà tí thấy là rất là hiếm cái loại cây chuối này. Riêng nhất cái tỉnh Ninh Thuận này là hiện tại là chỉ có một mình cô cái sở hữu là cái loại giống này thôi. Và chưa có một người thứ hai là sở hữu đâu cả nhà. Đấy, nếu mà cả nhà muốn sở hữu cái con giống này thì cả nhà hãy liên hệ với tí. Còn tí cũng phải là bằng bạc lại với chủ nhà bán bao nhiêu nữa cả nhà nha. Nhưng mà chủ nhà có muốn bán không? Có coi cây con không? Không, cô để làm giống. À, để làm giống là cho cảnh nó đẹp. À, nhất quyết là không bán 1 tỷ con bán luôn. À, cô không có bán đâu. 1 tỷ con bán cây con luôn. Ấy là cây mẹ này cũng tí con nói được nha. Cây con này 1 tỷ cũng không bán luôn. Tại vì tí thấy nè, nó mọc rất là khó mọc luôn. Nó không có dễ mọc. Khó mọc lắm. Đây là thường là cây chuối. Cả nhà quay anh qua bên này đi. Thường là cây chuối thường của mình này cả nhà. Nó mọc ra này, nếu mà 3 năm á là có thể là nó bự như thế này nè. Nhưng mà còn riêng cái chuối bên này nè cả nhà xem đấy. Nó chỉ có vọn vẹn là có một cây con thôi, một cây mẹ với một cây con kèm thôi. Còn mấy cái này nó mọc lên tới sợ được một con nữa nè. Cây giống nè. Nó ra có một con một nó rất là khó mọc luôn. Nó ra một cây này cô nuôi để lại cô nuôi nè. Là cây này là để sau này là để cô nuôi là nó sẽ ra trái rồi cô nha. Ra trái như thế này nè. Dạ. Em mình nuôi mình bỏ đất tốt thì nó to hơn cái này mà nó dài hơn cái này. Cái này là đất nhà cô hơi xấu đó, mình mới như vậy. Ấy cô nói là tùy cái thổ ngưỡng nữa cái này nha. Nếu mà cái thổ ngưỡng mà nó tốt có thể cây này nó lớn, có thể cái buồn này nó còn lớn hơn nữa và nó còn nó sẽ dài hơn nữa. Tại vì thường á là cái cây chuối nó càng lớn nó sẽ càng cao, mà cái này cao á là nó sẽ đẻ ra và nó dài hơn nữa. Còn cái này cô nói á là cây chuối này có thể đây là mình tưới dưới đất là cô có thể uống công nữa là cho nó dậy dài đó. Thường là cái lần trước đó cô là tưới xuống dưới đất là cô uống công qua là khoảng bao nhiêu cm nữa? Cô uống công nó ra cỡ gần 1 mét nữa đó. Gần 1 mét nữa. Gần wow. 1 mét nữa. Vậy là cây chuối là 3 mét luôn, 4 mét luôn chứ không phải là 3 mét nữa. Đấy, cây tốt, cây to, cây dài là nó ra buồn dài. Nó ra buồn dài là từ đây cô ra cô cho nó ra là con nó cỡ 1 mét nữa. Chuối này là khoảng là 4 mét không cô? Lần trước là gần 4 mét luôn. Cây này bắt đầu là nó ra cỡ chắc cây thứ hai này nó ra cỡ từ 2 mét rưỡi thôi. Cây này là cây thằng quậy 2 mét rưỡi thôi. Còn cây trước á là nó bự hơn, nó mạnh hơn, nó cao hơn á. Là hơn. Từ trên xuống dưới đo ra qua nó nhảy qua bên kia là có thể là gần 4 mét luôn là cái buồn. Nếu 4 mét là cô nói là nó cao hơn gì đâu. Là hơn 400 nải là tính đếm là khoảng hơn 1000 cái. Chuối này 1000 cái là chỉ có trong phim thôi cả nhà nha. Ở ngoài đời này tôi chưa thấy bao giờ nha. Đấy, thật sự rất là độc lạ luôn. À, cái nhà muốn sở hữu cái cây này không cái nhà? Riêng tí là tí rất là muốn sở hữu này thôi. Nhưng mà tí cũng phải bàn bạc lại mới được cái nhà nha. 1 tỷ không bán là cái nhà biết bao nhiêu mà mua được cái nhà. À thì cái nhà ơi, thì hôm nay chắc là tí quay video tới đây thôi. Một cái video thật sự là rất là độc lạ luôn. Tí chưa bao giờ thấy cái loại cây chuối này, cho nên là tí quay tí chia sẻ lên cho tất cả mọi người được từ chứng kiến là cây chuối độc lạ này. Hiện tại bây giờ là ở tỉnh Ninh Thuận nhưng tôi nghĩ là ở Việt Nam mình chắc là cũng không có nhiều đâu cả nhà. Và hôm nay chắc là tới kết thúc video tại đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã cùng đồng hành cùng tôi. Xin chào tạm biệt cả nhà.